Xin kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên thì xin gửi tới tất cả quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Quý vị thân mến, ngày hôm nay chúng tôi sẽ luận đoán tử vi chọn đời của quý vị gia chủ tuổi Tân Mão sinh năm 1951. Bản mệnh đang ở giai đoạn 6 của vận trình đời người, thất thập, nhi tòng, tâm sử dụng, bất du cửu. Tới độ tuổi này, tuổi thất thập cổ lai hy thì đạt đến cảnh giới đắc đạo, tâm tính và đạo đã hợp nhất. Mọi thứ đã thành bản năng, cho nên nghĩ gì hay làm gì cũng đều hợp đạo, khó vi phạm phép tắc. Song nữ mạng sinh năm 1951, năm Nhâm Dần 2022, chúng ta vẫn cần phải chú ý về tiền bạc, bởi vì tử vi số mệnh cho thấy rằng gặp hạn toán tận. Cụ thể hạn này tác động ra sao? Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi những luận đoán sau đây để hiểu rõ và biết cách hóa giải quý vị nhé. Xin mời! Gia chủ nữ mạng Tân Mão sinh năm 1951 có cung mệnh thuộc cung Ly, mạng Tùng Bách Mộc, cây Tùng cây Bách, xưng con mèo, tướng tinh con rắn, Phật Bà Quan Âm độ mạng. Xét tổng quan cuộc đời bản mệnh, Phong thủy Gia Cát xin được trích dẫn bài thơ sau. Tân Mão mạng Mộc cung Ly, cây Tòng cây Bá, ai bì mạng ta. Đông xuân sinh thuận hai mùa, giàu sang cũng có, quý nhân cũng nhiều. Nhưng mà thu hạ chẳng an, cũng vì xung khắc sinh ra lỗi mùa. Đặng sinh như ở nhà lầu, nghịch sinh như thể cây cầu gãy ngang. Gái mà tuổi Mão rất hiền, thấy ai rượu ngọt có tiền cũng đưa. Vợ chồng lỡ đỡ duyên xưa, nhiều chỗ nói cưới chẳng vừa ý ta. Anh em xung khắc chẳng hòa, ở gần gây gỗ đi xa nhớ dày. Tổng quan, cuộc đời tuổi Tân Mão, nữ mạng, gặp nhiều may mắn, đặc biệt là về công danh sự nghiệp tài lộc. Lúc nhỏ tuy có âu lo buồn giàu, nhưng đến trung vận thì đường công danh rộng mở, cuộc sống no đủ hạnh phúc. Những người này có số hưởng từ 75 đến 81 tuổi. Muốn tăng niên kỷ thì cần phải ăn ở hiền lành, phúc đức. Để gia tăng phước khí, sống khỏe mạnh dài lâu, làm phúc cho con cháu, quý gia chủ nên mang theo bên mình bát bảo tâm kinh. Pháp khí phong thủy chiêu phúc nạp tài, khai vận đại cát, được thiết kế hoàn toàn dựa trên biểu tượng và kinh Phật. Bát bảo tâm kinh mang sức mạnh Phật Pháp rất lớn. Cụ thể, mặt trước được thiết kế lấy cảm hứng từ hình tượng bát bảo của nhà Phật. Mặt sau khắc chú Bát Nhã Tâm Kinh. Bản mệnh khi đeo vòng sẽ nhận được sự che chở từ nhà Phật, tăng cường phước đức, gia đạo ấm êm, bình an. Đặc biệt, bát bảo tâm kinh sẽ được thầy trong Hiệp hội Tâm Linh Việt hỗ trợ bao sái, tẩy uế, khai trương, nạp chú, chỉ lực, xem ngày giờ sử dụng theo tuổi của quý gia chủ sử dụng, nên độ ứng nghiệm và phát huy công năng rất cao. Tình duyên, nếu bạn sinh vào các tháng 3, 7 và 12 âm lịch, tình duyên trong cuộc đời bạn sẽ có thể có những thay đổi đến 3 lần. Còn nếu bạn sinh vào các tháng 4, 5, 8 và 11 âm lịch, thì cuộc đời bạn sẽ có 2 lần thay đổi về tình duyên. Tình duyên của cuộc đời bạn sẽ không phải trải qua lần nào thay đổi nếu như bạn sinh vào các tháng 2, 6, 9 và 10 âm lịch. Gia đạo công danh, gia đạo của người tuổi Mão nữ mạng được êm ấm, hạnh phúc. Công danh sự nghiệp có nhiều cơ hội phát triển từ năm 28 tuổi trở đi. Những người tuổi Tân Mão nữ mạng có lộc về đường buôn bán nên hãy tận dụng tiền của, sẽ vào như nước. Tuy nhiên tài lộc không chỉ xét theo đại vận mà còn phải xét theo từng thời vận cụ thể mới chính xác. Trong năm Nhâm Dần 2022, tử vi nữ mạng Tân Mão sinh năm 1951 cho thấy bản mệnh vướng hạn toán tận. Nhắc đến hạn này, người xưa có hai câu thơ lục bát như sau. Toán tận vận đến thình lình, đàn ông rất kỵ bỏ mình nhiều khi. Tức là khi gặp hạn toán tận, gia chủ sẽ mất tiền bạc, tài sản mà không dự tính được trước. Tài lộc hao tổn có nhiều nguyên nhân hoặc là do hùn hạp, thua lỗ. Do đó, phòng bệnh hơn chữa bệnh, bản mệnh nên hộ thân bên mình vòng tam hợp hợi mão mùi. Vòng được thiết kế dựa trên bộ tam hợp địa chi hợi mão mùi, tam hợp mộc cục. Dựa vào sự quý hiếm và tác dụng của phong thủy tốt của gỗ huyết long kết hợp khéo léo với ba viên đá mã não mang lại sự sang trọng, quý phái cho người sử dụng. Hơn nữa, trên ba viên đá mã não này còn khắc hình ba linh vật hợi mão mùi giúp quy tụ năng lượng tam hợp, chiêu quý nhân tương trợ cho người đeo. Đặc biệt, vòng được khai quang chỉ lực để tăng thêm linh khí, sự may mắn bình an và trở thành một vòng phong thủy hộ thân riêng của bạn. Quý gia chủ hữu duyên, hãy thỉnh để cảm nhận sự ứng nghiệm của bản thân mình. Tuổi hợp làm ăn. Sau đây là những tuổi hợp với Tân Mão nữ mạng về đường tài lộc và công danh. Tân Mão, Quý Tỵ, Giáp Ngọ. Nếu bạn kết hợp làm ăn chắc chắn sẽ gặp nhiều may mắn, không bao giờ thất bại. Lựa chọn vợ chồng. Để có được cuộc sống đầy đủ, gia đình hạnh phúc thì tuổi Tân Mão nữ mạng nên kết duyên với các tuổi Tân Mão, Quý Tỵ, Giáp Ngọ, Đinh Dậu, Kỷ Hợi và Đinh Hợi. Còn nếu bạn kết hôn với 2 tuổi Bính Thân, Canh Dần thì gia đình vẫn hạnh phúc nhưng tiền bạc chỉ ở mức vừa đủ để tiêu vì 2 tuổi này chỉ hợp về đường tình duyên chứ không hợp về đường tài lộc. Nhâm Thìn, Mậu Tuất,
Giáp Thìn là những tuổi mà bạn cần phải tránh kết hôn vì họ không hợp với nữ mạng Tân Mão cả về tình duyên lẫn tài lộc. Bạn cũng cần phải tránh kết duyên vào các năm 20, 25, 26, 32, 37, 38 và 45 tuổi. Những năm này là đại kỵ trong đường tình duyên của bạn. Nó sẽ khiến cho cuộc sống của hai người sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Tuổi đại kỵ, Ất Mùi, Canh Tý, Tân Sửu, Đinh Mùi, Kỷ Sửu, Mậu Tý và Quý Mùi là những tuổi bạn không nên hợp tác làm ăn hay kết duyên vợ chồng. Những tuổi này sẽ khiến cho công việc làm ăn của bạn thất bại, thua lỗ hoặc tình duyên giang dở. Năm khó khăn nhất, tuổi Tân Mão nữ mạng cần phải chú ý sức khỏe, đề phòng tai vạ và tránh làm ăn lớn trong các năm đại kỵ như sau: 20, 23, 25, 35 và 45 tuổi. Ngày giờ xuất hành tốt nhất, ngày giờ chẵn, ngày chẵn và tháng chẵn là thời điểm thích hợp cho người tuổi Tân Mão nữ mạng xuất hành khi đi xa hay làm ăn lớn. Xuất hành vào những ngày này thì bạn sẽ không phải lo sợ thất bại hay thua lỗ trong mọi việc. Diễn biến từng năm, từ năm 16 tuổi đến năm 20 tuổi, 16 tuổi công danh tài lộc chưa có gì. Năm 17 tuổi có chút tài lộc vào tháng 7, tháng 8. Năm 18 tuổi công danh sự nghiệp tình cảm bắt đầu đi lên. 19 tuổi thu được nhiều kết quả tốt đẹp nhưng cần tránh đi xa vào tháng 4. 20 tuổi mọi thứ phát triển, tháng 10 và 12 có đại lợi. Từ năm 21 đến năm 25 tuổi, năm 21 tuổi tình cảm tài lộc cuộc sống có nhiều may mắn, công danh hay buôn bán có cơ hội phát triển. Năm 22 tuổi có nhiều chuyện phiền não. 23 tuổi mọi việc cần phải cẩn trọng, nhất là khi đi xa làm ăn buôn bán. 24 tuổi là năm thích hợp cho việc kết hôn, công việc sẽ suôn sẻ hơn rất nhiều. Năm 25 tuổi, bạn không nên kết hôn hay đi xa để tránh lo âu phiền muộn, đôi lứa chia lìa xa cách. Từ năm 26 tuổi đến năm 30 tuổi, từ năm 26 đến năm 29 tuổi, công việc làm ăn buôn bán gặp nhiều thuận lợi, cuộc sống trở nên sung túc, tiền của dồi dào. Năm 30 tuổi, không nên đi xa làm ăn hay xuất tiền bạc vào các tháng 8, 9 và 10 âm lịch, sẽ tránh được hao tổn tiền của và những bất lợi không đáng có. Từ năm 31 tuổi đến năm 35 tuổi, 31 tuổi tài lộc không nhiều nhưng tình cảm có nhiều điều tốt. Năm 32 tuổi thân thể đau yếu, hao tốn tiền của. Hai năm 33 và 34 tuổi không được tốt cho tuổi Tân Mão nữ mạng và cần phải cẩn trọng trong mọi công việc. Năm 35 tuổi tài lộc và tình cảm phát triển, cuộc sống vui vẻ hơn. Từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi, 36 tuổi cuộc sống gặp nhiều khó khăn, đại kỵ vào tháng 4 và tháng 6, cần chú ý sức khỏe và tiền của trong 2 tháng này. Nếu bạn sinh con vào năm 37 tuổi, tình cảm và tài lộc của bạn sẽ phát triển. Năm 38 tuổi, gia đạo có nhiều điều vui, nhưng nếu đi làm ăn xa hay buôn bán sẽ gặp thất bại. Năm 39 tuổi, không nên xuất hành làm ăn vào giữa năm nay hay cuối năm sẽ tránh được thua lỗ. Năm 40 tuổi, gia đạo có nhiều rối rắm, bạn cần sáng suốt hơn để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Từ năm 41 đến năm 45 tuổi, đây là khoảng thời gian tương đối tốt trong cuộc đời bạn, công danh tài lộc tình cảm đều ở mức ổn định, gia đình hạnh phúc. Từ năm 46 tuổi đến năm 50 tuổi, 46 và 47 tuổi tài lộc tình cảm đều phát triển. 48 tuổi, sức khỏe và công việc giảm sút, 49 và 50 tuổi, cần chú ý về vấn đề tiền bạc và cuộc sống để tránh sự mất mát đổ vỡ. Từ năm 51 đến năm 55 tuổi, năm 51 tuổi không có nhiều biến đổi. Năm 52 tuổi cần tránh đi xa vào tháng 6 và tháng 9 âm lịch. Năm 53 tuổi có vận hạn về sức khỏe và gia đạo. Năm 54 tuổi khó tránh được việc mất của. 55 tuổi con cái ốm đau hoặc cách xa gia đình. Có thể thấy mặc dù tuổi Tân Mão sinh năm 1951 chúng ta có rất nhiều niềm may về sự nghiệp, nhưng mà cuộc sống của gia đình lại trải qua khá nhiều biến cố thăng trầm. Dựa trên số tử vi, mặc dù không thể khẳng định chính xác hoàn toàn, nhưng cũng có phần giúp quý bạn chủ động hơn về cuộc sống của mình. Và nếu quý gia chủ muốn nghe thêm các chủ đề liên quan thì đừng quên đăng ký ủng hộ cho chúng tôi và ấn vào quả chuông thông báo quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại!